Lũng mãn. Mình tên mình tuổi không? Mình bao nhiêu tuổi? 54. 54 rồi. Mình là điều dưỡng. Mình là bụng. Gracias.
thứ hai của mình. Tôi đầu tiên là thứ nhất sao lột ao vậy hả?
năm em xuống mà em biết lần này là nghỉ rồi, nghỉ hết năm tám. Dắt gì đâu mà lỡ gì không chính. Hôm nay chị đến là cho chị cái gì? Mình người đang buồn. Đang buồn xíu. Chị đau không? Dạ. Hôm nay xíu buồn. Chị lấy chị cho bàn tay vậy. Các bạn nhà, hồi trước ở về nhà có. Chị đau không? Chị đang lo rồi. Bạn bè nó buồn hết. Mình muốn chứ mở cái khẩu ra đây. Đừng. Tại vui lắm, có lúc là đau, có lúc là không là khổ đau, và bình thường. Chị ăn uống bình thường. Mình bảo là bình thường. Đi tiêu thì có cảm thấy phong. Khác màu hơn so với bình thường. Đen thì bụng quả đen, hoa sân cho. Quay nắng, quay nhớ, nó có dây nữa. Qua này đi học, không đi nghe. Biết mày nhỏi nè, tao không có nhỏi nha đâu. Thì khi mà xem da đầu các ngón tay và bàn tay thì thấy là để xem là có bị thiếu máu hay không và có các dấu hiệu nhiễm trùng hay không.
rồi cho nội soi xem là cái vị trí xuất huyết là ở chỗ nào và tình trạng xuất huyết là nó có bị là nặng hay không. Thấy hình ở ngoài sao nha, hình ra Facebook á. Thứ nhất là ngoài hình chính, tức là hỏi họ tên, nghề nghiệp, địa chỉ, bạn có đó họ tên gì, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì. Còn bạn cơ hỏi là mình ở đâu, địa chỉ, cần liên hệ mình là ai. Ví dụ như mình nhập viện thì mình cần liên hệ cái nhà người nhà mình là ai, hay là liên hệ với bản thân của người nhà bệnh nhân, của chính bệnh nhân. Thứ nhất, thứ hai nữa là chỗ phòng hỏi bệnh của bạn. Thì bạn xong với bạn ban đầu thì bạn khoảng 2/3 xong với bạn ban đầu, tức nghĩa là con tính hỏi bệnh kỹ của bạn thì thua bạn ban đầu, tức nghĩa là bạn không có hỏi tiền sử của mình, gia đình của mình có bệnh đau dạ dày không, hay mình có bị đau dạ dày không, trước kia mình có dùng thuốc gì có liên quan đến cột tay quỷ hay không, hay là vấn đề nó không là đó. Thứ ba nữa là cái chỗ dạ, cái chỗ đó huyết áp thì bạn ổn hơn so với bạn ban đầu. Còn khi mà mình đói hết xong cho bệnh nhân thì mình cũng hỏi thở báo cáo lại bệnh nhân, cô anh chị huyết áp của chị là như vậy, nằm trong khoảng bình thường hay là thấp hơn so với mức bình thường, hoặc là cao hơn so với mức bình thường là bao nhiêu không, như vậy. Xin cảm ơn và xin giới thiệu các bạn, đây là bạn Hồng Phương, là các bạn đang quen rồi ha, trong những đợt khám sức khỏe. Thì Hồng Phương quê ở Khánh Hòa. Khánh Hòa biết bạn nào có đi Khánh Hòa không ạ? Đúng rồi, hàng ngày nhớ lại lắm. Chuyên về là chăm sóc y khoa, chúng ta cho Phương này không. Cảm ơn Phương nhiều nha. Rồi, sau khi mà hai bạn cùng hỏi bệnh xong thì các bạn thấy rất dễ không ạ? Không. Các bạn ơi, ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi chưa hỏi. Các bạn thấy tất cả những cái câu gì làm nó đều rất chuyên nghiệp. Ví dụ như Phương có đóng góp cho Thảo Nguyên một đóng áp chuyên nghiệp. Các bạn biết khi mà mình cầm một đầu đóng áp lên thì sẽ có những trăn trở gì không? Bằng cái đồ đóng áp này sao mình có trăn trở gì mình cầm lên, người ta kêu mình đóng áp, mình có trăn trở gì khi mình cầm cái này không các bạn? Mình im mặt có cái gì không sạch được không? Các bạn biết máy huyết áp nó hư chỗ nào không bạn? Những chỗ mà nó hư những chỗ nào phải không? Ứ khí, ứ phòng đèo khóa cứ ngắt mở một chỗ một hai đèn đó ha, đồng hồ. Tại một lần có bệnh viện hầu như cho em nó bị nhão đó các bạn. Dây nó nhão vào đo không có lên. Dây nhão. Cái bao ở trong là nó bị xì nha. Là những điều nhất là về cơ bản của máy đo huyết áp. Thứ hai là đối tượng mình đo. Như chị này á, là cái dạng như là cũng là trưởng thành, trẻ trưởng thành. Thì mình sẽ dùng đo huyết áp như thế này. Cái tiêu chuẩn của bản đo huyết áp thì như thế nào các bạn? Chị phụ được 2/3 cánh tay. Vậy thì cái chuyện này gian quả thực. Ví dụ như mình đo cho đứa bé nhỏ hơn, như khoảng 14-15 tuổi hay là nhỏ hơn 10-12 tuổi thì tiêu chuẩn thứ nhất là các bạn phải cầm cái bảng đo áp làm sao được 2/3 cánh tay. Cho nên cái mặt là bốc đại đi đo ha, đặc biệt các bạn đi di động á thì không có đơn giản cái chuyện đó đâu. Mình đo là phải đúng cái sạc của nó là thứ nhất. Thứ hai thì nữa là khi mà mình đúng mặt thì cái độ chặt bao nhiêu mới đủ. Quấn lỏng hay là quấn chặt thì xác định bằng cách nào ạ? Bằng cách nào? Tức là mình lọn hai ngón tay của mình nha. Thì mình thấy đó, lọn không được thì là chặt, mà lọn vô dễ quá thì là lỏng. Làm sao mà lọn vô thì vừa thích luôn. Thì khi mà mình đặt vào thì đặt cách cái nếp biểu này 2cm. Các bạn thấy hai bạn con có sự khác nhau. Bạn
Bạn Nguyên á thì đo bên phía tay, bên đây là tay trái, mà kia thì đo tay phải. Theo mình đo vậy thì có sự khác biệt gì trên dây không ạ? Có. Cái mà. Dây này tại sao nó có hai cộng? Tại sao nó có hai cộng và chúng ta phải quấn như thế nào? Thằng nào vô? Nha. Cho đây là máy huyết áp thì nó đơn thuần, nó không có, nhưng số máy huyết áp nó có ghi đây cộng dây này là cho động mạch cánh tay bên phải, đây là động mạch cánh tay bên trái, nó có ghi luôn. Được. Công số loại thì nó sẽ có, cho nên chúng ta sẽ nhìn, nhưng mà thường thì chúng ta sẽ để một cái cộng ngoài chẳng hạn như gây đây. Qua bên đây thì chúng ta cũng để tương ứng như vậy ha. Cho nên thì hồi nãy mặc dù bạn Vũ Hương về đâu bên phải nên nó khó hơn, nhưng mà bạn vấn thì cũng đúng. Các bạn ngạc nhiên là chị này á, là khi mà các bạn cầm vào đối áp lên thì tự đặt vào được. Tại sao các bạn? Vì là điều dưỡng. Các bạn có ngạc nhiên khi điều dưỡng đi các bệnh không? Thì Vũ cũng là con người, nhưng mà các bạn ồ lên cái thì chị cũng hơi bê. Lúc đầu vô là chị giới thiệu mình là điều dưỡng rồi, cho nên chị biết cách quấn hay là biết cách cặp nhiệt độ thì bình thường. Bây giờ mình hỏi các bạn nè, các bạn có thấy bao giờ bác sĩ đi khám bệnh chưa? Không. Bệnh gì đi khám bệnh đây? Bệnh gì mà bác sĩ thường đi khám bệnh hả? Bệnh gì cũng có hết trơn á. Vì đó các bạn đó là đồng nghiệp chị ra đi không có ngờ tới. Anh đó là bác sĩ Nhi Khoa rất là giỏi, mình hơn ha. Năm mà anh vừa qua 36 tuổi thôi thì anh phát bệnh là ung thư tụy. Giống như Steve Jobs vậy đó. Và anh ra đi rất là nhanh. Và bác sĩ người ghét thì giờ chị ung thư ghét. Thường là sau một cái quá trình thì ung thư gan thì bị ung thư gan, cho nên các bạn đi ra trường đi, cái các bạn sẽ được chăm sóc, đặc biệt là bạn nam á. Tại vì các bạn là bác sĩ, các bạn có quyền kê to, cho nên những anh dược á anh sẽ nhờ vả các bạn rất là nhiều, bởi vì anh bán hàng thì phải có bác sĩ kê to thì mới bán. Lúc đó hả, các bạn có thể tin không, vừa ra trực là đi nhậu, ra trực là đi nhậu, tan sở 5 giờ là đi nhậu, 5 giờ là đi nhậu. Nếu như các bạn gọi là tham ăn uống hay tham nhậu đi thì các bạn rất là dễ nhanh đi vào những con đường đó. Một là sơ gan, hai là bệnh gút đó các bạn ha. Mở máu là thường xuyên, gan nhiễm mỡ là thường xuyên. Mình phải tỉnh, mình phải tỉnh ha. Không, mình phục động của mình đã từ chi phối. Thật sự các bạn thấy tại sao mà bác sĩ ra trường con nào cũng mập lùn? Mình để ý không, đi bệnh viện thấy bác sĩ mập lùn nó có cái vấn đề trong đó, nhưng thằng trẻ người ta không mập như vậy, nhưng nó cũng có những cái vấn đề trong đó ha. Cho nên bạn nữ thì ít tỉnh hơn, nhưng bạn nữ thì dính vào bệnh viện gì chứ không, mua sắm. Trình dưỡng nó cũng khá là đưa cho các bạn một cái thẻ 500 ngàn của cô mắt. Em gửi chị làm quà, chị làm quà ha. Em gửi chị cái phiếu của cái hàng kim cái hàng đó. Chị mua hàng gì đó à, nên cố dính vào, chạy theo dòng tiền. Mình cố gắng bán được nhiều hàng cho nó này. Còn bây giờ mình phải đẹp cái bệnh trình của mình xuống. Mình lấy cái kim cái thẻ của bệnh nhân là để cho mình, như vậy thì không đúng. Cho nên lúc mà các bạn đi làm phải rất là chỉnh. Cái trong bệnh viện á, người ta có thuốc này nè, cũng nhớ nó mà thuốc càng tốt hơn, thuốc càng không tốt mà sao người ta cứ dùng. Nó cũng có cái gì trong đó. Nhưng mà chúng ta biết, nhưng chúng ta không có la làng lên à. Bởi vì hầu như á, trong một cái khoa, người ta quy định là bác sĩ không có được làm trình dược. Nhưng mà cũng có những khoa là bác sĩ nè, thuốc của họ là chiếm 1/3 bệnh viện luôn. Họ có cái quyền đó các bạn. Và thuốc men của họ dùng á, nhiều khi mình cảm thấy là hơi ác nữa. Chả biết bệnh nhân bị bệnh gì chứ, một cái to y chang, bốn món áp cho bệnh nhân này, áp bệnh nhân kia. Bốn món của họ trong đó có một cái loại kia là 1,000,000 một lần dùng cũng có nữa nha. Cho nên các bạn nên khuyên là nên tập cái tâm ngay từ đầu, không có bị đánh đổi cho những điều đó, nó sẽ mất chất luôn. Và đi theo con đường đó rồi thì không có quay lại được. Không quay gì đó. Làm bác sĩ chân chính thì sẽ không có giàu. Có những bệnh nhân đến khám là còn bác sĩ mà không chân chính á, hôm nay bạn đi khám bệnh cho bác cái thuốc của bạn là 100,000, mà nói giờ đi xe ôm hết 50,000, còn 50,000 bác sĩ chịu khó lấy lên làm sao để đem 50,000 lại, không chia con thuốc ra làm hai trả quà. Đó. Như vậy thì bác sĩ sẽ không có tâm. Thật sự là có đó các bạn. Và mình không chứng kiến, nhưng mà ba mẹ mình chứng kiến và kể lại cho mình nghe. Và ngày là ba mình đi, chắc mình đi khám bệnh lúc mình còn nhỏ là có bác sĩ như vậy. Và ba mình không có thấy người đó nữa. Nên
đó là cái chuyện đó xảy ra nhiều khi các bạn không có nghĩ tới. Các bạn nghĩ mình có mua một chai thuốc đó 10.000 mình mới bán được 15.000, nếu như mà ai trả ít hơn thì nếu em mình mua chai thuốc 15.000 mà phải bán đi cái đó 8.000 thì mình không bán, thì lúc đó các bạn đã sai, nghề y không có tính toán trong đó, không có tính toán trong đó, mặc dù là kinh doanh nhưng mà không phải là kinh doanh theo kiểu đó. Mình làm tốt mà. Rồi bây giờ thì mình nói một điều nữa ha. Như là bạn bạn đầu đi, rồi Thảo Nguyên đi. Thảo Nguyên có yếu tố rất là hay, đó là hỏi về cái như là triệu chứng hiện tại, triệu chứng kèm theo. Triệu chứng hiện tại là đau bụng, triệu chứng kèm theo là chóng mặt, đi nhổ ra máu. Bạn đều khai thác được là cái thuộc tính của triệu chứng như là đau bụng thì đau ở đâu, đau tính chất đau như thế nào, liên quan tới cửa ăn như thế nào, làm gì để giảm đau, gì để tăng đau, rồi đi cậu thì màu sắc như thế nào, rồi đi nhưng mà biết đó là ngày thì vẫn bao nhiêu lần, rồi số lượng một lần thì là bao nhiêu. Bạn có hỏi thêm về tiền sử thì cô này có tiền sử đau dạ dày, công việc bị chết, dùng phép đi solo 5.